trò chơi an toàn cho trẻ của bé Gấu Trúc. Các con lại đây nào, hãy cùng nhau tìm hiểu một số kiến thức về an toàn nhé. Các con, công viên ở ngay bên đối diện rồi. Chỗ có vạch kẻ dành cho người đi bộ khi các con san đường nhé. Hãy nhớ, các con chỉ được san đường khi đèn xanh bật thôi nhé. Đèn xanh đang bật. Tìm chỗ có vạch kẻ lối cho người đi bộ để băng qua đường và chỉ san đường khi đèn xanh bật. Các con không được chạy nhảy xung quanh công viên đâu đấy. Các bạn ấy đã bị lạc rồi, các con có thể giúp cô tìm các bạn ấy không? Momo, đi xung quanh một mình rất nguy hiểm đấy. Mình hiểu rồi. Mio Mio, còn phải theo sát giáo viên ở nơi công cộng. Mình biết rồi. Kiki, đừng chạy nhảy quanh công viên nhé. Ok, mình sẽ không đi một mình nữa đâu. Đi theo sát người lớn ở những nơi công cộng. Cô May May, chúng ta muốn chơi trên cầu trượt. Được rồi, con phải chắc chắn rằng mình an toàn khi chơi nhé. Đừng nô đùa xung quanh. Mình biết rồi. Bạn sẽ phải xếp hàng thành một hàng trước. Bạn có... Yay! Wow! Wow! Hãy chắc chắn rằng con an toàn khi đi chơi. Hành vi của ai không đúng ở đây. Không được đứng trên con ngựa một bên, nếu không các con sẽ bị ngã. Khi ngồi xích đu, hãy chắc chắn rằng các con đang ngồi đúng cách và giữ chặt. Việc leo lên cầu trượt rất nguy hiểm. Tại sân chơi, mình tuân theo các quy tắc và đảm bảo an toàn khi chơi. Tuyệt đối không chơi đùa hoặc đẩy nhau cạnh khu vực có nước nhé. Được rồi, chúng mình sẽ nhớ điều này. Nước trong ao và hồ có thể rất sâu. Không chơi hoặc chảy sát ao, hồ. Các con lại đây nào. Hãy cùng nhau tìm hiểu một số kiến thức về an toàn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ vào công viên giải trí chơi nhé. Nào mọi người, hãy theo sát bố và đừng đi một mình. Thưa các hành khách, hãy chắc chắn rằng bạn đang ngồi đúng cách và đã thắt chặt dây an toàn.
Trên xe buýt, Huy ngồi đúng cách và thắt xe an toàn. Không tham gia vào các hành động nguy hiểm khi ở trên xe. Hành vi của ai không đúng ở đây? Không để tay ra ngoài cửa sổ khi đang ở trong xe. Không để tay ra ngoài cửa sổ khi đang ở trong xe. Không vứt rác ra ngoài cửa sổ. Không để tay ra ngoài cửa sổ khi đang ở trong xe. Không thò đầu ra ngoài cửa sổ. Không thò đầu ra ngoài cửa sổ. Không để tay ra ngoài cửa sổ khi đang ở trong xe. Không cho đầu và tay ra ngoài cửa sổ khi đi xe buýt. Ôi, mình không thấy bố mình ở đâu nữa. Nên quay trở lại nơi mình đã ở trước đó và chờ bố ở đó. Này Kiddo, mình có kẹo cho bạn này. Đi theo mình và chúng ta sẽ đi đâu đó thú vị để chơi. Mình không thể theo bạn bởi vì mình không biết bạn. Judo đang gặp một kẻ xấu, hét lên để được giúp đỡ cùng với Judo. Giúp mình với, có một kẻ xấu ở đây. Này cháu bé, đừng lo, chú ở đây với con rồi. Dừng lại ngay. Kẻ xấu đang ẩn náu bên trong tòa nhà. Nhanh lên, bắt hắn ta lại. Ôi, kẻ xấu lại chạy mất rồi. À, kẻ xấu này thật là xảo quyệt. Ôi, kẻ xấu lại chạy mất rồi. À, kẻ xấu này thật là xảo. Tiếp tục đi, bạn sẽ sớm bắt được hắn ta thôi. À, kẻ xấu này thật là xảo. Ôi, kẻ xấu lại chạy mất rồi. Này con bị lạc phải không? Con có biết số điện thoại của bố hay mẹ con không? Số điện thoại của bố mình là 612543. Tốt rồi, hãy gọi cho bố con nhé. 6 1 2 5 4 3. Bố ơi, con đang ở cổng công viên giải trí. Bố đến đây tìm con nhé. Rudolph. Bố, con sẽ không bao giờ đi một mình nữa đâu. Nếu mình bị lạc, mình nên tìm cảnh sát để được giúp đỡ. Các con lại đây nào, hãy cùng nhau tìm hiểu một số kiến thức về an toàn nhé. Mình sẽ đi trung tâm mua sắm với ba mình. Các con không được ngồi ở ghế trước khi ngồi trong xe đâu nhé. Bạn có thể giúp Kiki xác định đúng vị trí không? Trẻ em đi ô tô sẽ phải sử dụng ghế an toàn cho trẻ em. Thắt chặt dây an toàn khi các con ngồi ở ghế an toàn. Tuyệt quá, cảm ơn. Khi đi xe, mình ngồi ở ghế an toàn cho trẻ em. Giữ im lặng khi các con ở trong thang máy. Hành vi của ai không đúng ở đây? Không nhảy quanh thang máy. Không mở cửa thang máy.
Dựa vào cửa thang máy là một việc làm nguy hiểm. Không chơi đùa với các nút bấm thang máy. Dựa vào cửa thang máy là một việc làm nguy hiểm. Không nhảy hoặc chơi trong thang máy. Ôi không, vụ đám cháy xảy ra ở trung tâm mua sắm. Nhanh chóng xác định biển hiệu chỉ lối thoát hiểm. Đây không phải là biển hiệu chỉ lối thoát hiểm. Đây không phải là biển hiệu chỉ lối thoát hiểm. Đúng rồi, đây là biển hiệu chỉ lối thoát hiểm. Hãy rời khỏi đây ngay. Đây không phải là lối thoát hiểm. Đây không phải là lối thoát hiểm. Trung tâm mua sắm, mình sẽ đi theo biển hiệu chỉ lối thoát hiểm khi xảy ra trường hợp khẩn cấp.